Hai, xin chào tất cả anh em nha. Nay Nông Cơ Vinh Quang mình giao chiếc này thì cũng khá là tối rồi đây. Trời cũng đã gần 9 giờ rồi nha. Giao cho bạn chiếc 8010 này, được giao cho bạn Mèo, con của cô Quỳnh ở gần cầu treo con của Lo đây. Này thì đang xe chở cũng đã đến rồi nha. Tám không một không này giờ được giao cho bạn Mèo này, có cabin máy lạnh đầy đủ anh em nha. Bạn Mèo của chúng ta trước đây chạy chiếc Yamaha 6000 nha, IM 6000 này. Đèn rất là sáng ha, hai đèn pin rất là sáng. Ha, giờ bắt đầu lên xe đây anh em nha. Cơ nổ rất là êm ạ. Chiếc 8010 về với bạn Mèo ở cầu treo Con Clon, con của cô Quỳnh nha. Khá là tối và mưa khá là to đây nè. Lên luôn đi. À, ok, chào tất cả anh em nha. Rất là cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của